Sơn Đông xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2018. Chúng tôi đang thực hiện một video mới tại cửa hàng nội thất Sơn Đông quận 7 ở tại địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để đem đến giới thiệu với toàn thể quý khách hai bộ sản phẩm mới được chính xưởng sản xuất của công ty nội thất Sơn Đông trực tiếp sản xuất và hiện đang được bày bán tại tất cả các cửa hàng nội thất Sơn Đông trên toàn quốc. Và trên màn ảnh của quý vị là bộ sản phẩm bộ bàn ghế gỗ hương chạm rồng bát tiên. Thì vì sao chúng tôi là gọi đây là mẫu chạm rồng bát tiên thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết để quý khách tìm hiểu thêm về sản phẩm mà chúng tôi đang bán. Bộ sản phẩm này được chúng tôi chạm rồng ở phần tựa lưng, được chạm bát tiên với kích thước tay 12 và gồm 6 món. Quý vị và các bạn có thể thấy phần chạm rồng được chúng tôi đục chạm bằng tay rất là cầu kỳ và công phu. Nét chạm rất là sắc nét và mềm mại. Chất liệu được chúng tôi lựa chọn ở đây là gỗ hương. Gỗ hương nổi tiếng với dòng gỗ có vân gỗ đẹp, gỗ rất cứng và chắc, khả năng chống mối mọt là tự nhiên và ít bị thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết. Và sản phẩm của chúng tôi được đục chạm kỹ càng từ phần tay, chân ghế, chân bàn cho đến phần tựa lưng và phần vai. Hình tượng rồng đục chạm rất là cầu kỳ. Và đây là chiếc ghế dài của sản phẩm. Tất cả các chi tiết từ chân đến tay và phần vai của sản phẩm đều được chúng tôi đục chạm biểu tượng rồng long phụng, mang ý nghĩa tâm linh. Rất tốt khi quý khách trưng bày vào phòng khách của gia đình mình. Còn đây là phần tựa lưng của chiếc ghế dài, được chúng tôi sử dụng phần gỗ rất là dày dặn và được chạm bát tiên rất là rõ nét, đem đến một sản phẩm đạt chất lượng về cả kiểu dáng và chất liệu. Tiếp đến là một bàn với thiết kế kiểu khung tranh, có hai ngăn kéo hai bên rất là tiện lợi trong quá trình quý khách sử dụng. Mặt bàn được chúng tôi lựa chọn những phần gỗ có vân rất đẹp. Và phần chân và yếm bàn được chạm trổ sắc nét. Phần yếm bàn cực kỳ dày dặn. Và tất cả từ bàn cho đến đôn nách đều có kính phủ cẩn thận, vì nên quý khách hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Sản phẩm gồm một đôn nách, cũng có thiết kế có ngăn kéo, rất tiện lợi để quý khách có thể bỏ túi trà hoặc bất cứ các vật dụng nhỏ cho gia đình mình. Hiện nay ở đây thì chúng tôi đang dùng đôn nách để trưng bày cặp lục bình gỗ hương. Quý khách có thể tham khảo vào website noithatsondong.com để tìm hiểu thêm một số sản phẩm trang trí lựa chọn về cho gia đình mình. Và cuối cùng là một đôn ngùng. Đó là tổng quan về sản phẩm mà chúng tôi đang bán. Giá bán của sản phẩm này là 43 triệu đồng. Kèm theo đấy là chế độ bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn cho tất cả các sản phẩm mà quý khách đang sử dụng. Chính sách miễn phí đổi hàng trong vòng 1 tháng đầu tiên sử dụng sản phẩm nhằm đem đến sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng. Giao hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp, miễn phí lắp đặt cho các đơn hàng nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì mọi quý khách có nhu cầu xem và mua sản phẩm xin vui lòng đến trực tiếp tại địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ theo số điện thoại 0985 314 386 hoặc 0912 881 645. Nội thất Sơn Đông luôn hân hạnh được đón tiếp quý khách. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.